Chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh xe đạp giá xỉ tại kho. Em Minh quay cho anh chị chiếc Catani 700C 2.2 màu đen xanh dương. Giá hiện tại em bán ở shop là 5.2 triệu, miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh chị có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0706198999 em Minh. Mọi người cùng tham khảo chi tiết cấu hình của chiếc Catani 700C 2.0 này nhé. Sườn nhôm, dây âm sườn, liền 4 phân, cặp vỏ Canada, đùm bạc đạn trước sau, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tuner, giỏ dĩa Browell, inox bông tăng Catani. Xe sử dụng thắng gôm. Xe có cặp tay thắng Win Zip, có bệ đỡ tì tay chống mỏi, bộ chuyển động Shimano trước sau, tay đề Shimano Seat 7 lít 3 đĩa, tay thắng Win Zip, thắng gôm, bánh 700C x 28, cặp vỏ Canada, sử dụng đùm bạc đạn. Niên là niên 4 phân. Niên là niên 4 phân. Khung nhôm phục thiết kế rất là đẹp, làm xử lý rất là tốt nên phục như phục liền luôn. Đẹp. DJ âm sườn. Tem phản quang mọi người nhé. Tem phản quang. Xe sử dụng giò dĩa Browell. Có hai đĩa thôi mọi người, hai đĩa, hàng chất lượng cao, hàng cao cấp, hai đĩa chứ không phải là sử dụng cái bộ giò dĩa của địa hình đâu. Ở đây là sẽ bộ giò dĩa của xe cuộc luôn đấy, hai đĩa Shimano Tuner 7 lít Shimano Tuner lip Amta, niền 4 phân, cặp vỏ Canada, Canada chữ trắng này. Đấy. Thắng gôm. Cốt yên Catani có vạch chia khoảng cách luôn. Xe rất là đẹp. Xe có sẵn bình nước, gọng nước và chân trống luôn. Đấy, mọi người mua xe thì là có sẵn hết. 7 lip Shimano Tuner, tay đề Seat Index 3 đĩa, như bông tăng Catani của hãng hết. Catani 2.0 hiện tại là có 4 màu mọi người nhé, đủ màu hết. Đen đỏ, đen xanh dương, đen cốm và đen xanh lá. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0706198999 em Minh. Xe rất là đẹp. Xe hiện tại bán tại shop là 5.2 triệu. Em miễn phí giao hàng toàn quốc. 5.2 triệu, mọi người có nhu cầu liên hệ nhá. 4 màu. Đủ cả. Em giao hàng tận nơi tận nhà. Cảm ơn mọi người.